là đi đâu cũng phải hả mang theo Sài Gòn theo thôi, nhớ lắm. Là đi đâu cũng phải hả mang theo Sài Gòn theo thôi, nhớ lắm. Đấy thì anh nhìn thấy những cái bức tranh này nó rất là đẹp, và đây là toàn những cái gọi là những cái biểu trưng của Sài Gòn. Đây đi ra ngoài Bến Nghé, Bến Thành là thấy liền, gặp liền đó. Lớn rồi nọ này đó, nhà thờ Đức Bà rất là đẹp luôn. Dạ, những cái bức tranh này là hả em phải đặt ở trong kia ra, em đem ra tự vô trong đó xách tay ra chứ. Không ấy, dạ. Em treo đầy luôn, treo chăn thôi để hả, ít ra là tại vì khách em á, người Sài Gòn nhiều lắm, khách em người Việt Nam đến nhiều lắm, nên là đến thì có chăn ảnh có, nhưng mình tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là gần gũi, như kiểu ở cái nơi mình đang sinh sống, đúng không? Như nhiều người hay nói trêu với em là như đến quán em là như đi du lịch Sài Gòn. Đó, như là đi du lịch Sài Gòn luôn, đến gì cũng có đồ ăn, ngay cả đồ ăn nè, ngay cả giọng nói nè, giọng nói cũng người Sài Gòn nè đó, rồi chăn ảnh các thứ nè, nói chung là y chang tạo cảm giác thân mật như là mình đang ở Sài Gòn chứ không phải là đang ở Hà Nội. Nhiều người hay trêu em vậy. Chứng tỏ em rất là tinh tế nên là lựa chọn design những cái bức tranh này là tạo cái cảm giác khi mà khách đến ăn ở đây có một cái gọi là cái gì đó rất là gần gũi, những cái người đối với những người xa quê hoặc là đối với những người Sài Gòn mà ra Hà Nội công tác hoặc là ở tại đây thì người ta có những cái ký ức về Sài Gòn, và cái thứ hai là cảm giác nó rất là gần gũi khi mà mình được ăn những cái món ăn mình yêu thích, đúng không ạ? Cũng hy vọng là ở quán em tạo được cái tín hiệu đó cho mọi người khi đến đây ăn và tham quan quán. Đó, cũng hy vọng vậy. Chứ em thì mục đích mở ra là cũng để vậy, cũng để là cho những người con xa quê cảm thấy đỡ chống vắng hơn thôi. Đó. Với lại là em lúc em cả gia đình em ra đi du lịch đó thì cảm thấy là cũng có nhiều quán chứ không phải không. Nhưng mà cái khẩu vị á, thì nó không giống lắm. Nên là em mới mở một quán này nè để cái slogan luôn là đúng vị miền Nam. Đó, đúng miền Nam. Nhưng mà có cái thay đổi đó là chỉ có như lúc mà lên báo đặng hay gì đó, nhiều người hay nói á là cơm tấm Sài Gòn á không có rau xào, không có rau xào, không có dưa chua, là bên em không đúng. Người ta nhìn vô người ta nói vậy luôn, là nó là không đúng luôn. Mà thật ra cái vị á em vẫn giữ nguyên, nhưng mà ở ngoài Bắc này á người ta không ăn được đùi chua, dưa leo, không ăn được cà chua sống. Đó, ít ăn, hạn chế ăn, nên là mới lần đầu ra em làm y chang vậy á, người ta bỏ rất nhiều, cái thành ra mình cảm thấy phí, cảm thấy tiếc á. Nên là em muốn, nên là mới thay đổi cho phù hợp hơn á, để cho nhiều người tiếp cận được hơn. Ví dụ như trẻ em người ta vẫn ăn được, người lớn tuổi vẫn ăn được đó. Còn nếu mà cà chua với lại dưa leo sống á thì chỉ là những người trẻ trẻ mình thôi, người già, người lớn tuổi với trẻ em thì khó ăn hết. Nên em muốn thay đổi cho mọi người đều ăn được hết đó, nên là em mới đổi qua là rau xào với lại dưa chua là em thay thế cho đồ chua ở trong kia là củ cải trắng, củ cải đỏ, người ta muối người ta muối chua đó. Thì là em thay đổi lại bằng dưa chua còn rau xào. Một số người miền Nam đến đây ăn á, người ta không ăn rau luôn, thì đó thì là giữ nguyên vị đó, vậy là không ăn rau luôn. Còn tất cả các vị từ cơm, từ sườn, từ thịt, từ này kia, tất cả các thứ em giữ nguyên, không thay đổi. Chỉ có em biến tấu lại cho nó phù hợp thôi, là em bỏ dưa chua với lại rau xào vô thôi. Đấy thì các bạn ạ, như cô bé Vi ở tiệm cơm tấm chia sẻ thì cái món dưa chuột và cái cà chua thì là trước tiên là khi mà mới thành lập quán thì nhà vẫn cứ làm đầy đủ những cái món theo đúng cái hương vị đặc trưng ở trong Sài Gòn. Nhưng do cái khẩu vị của người dân Hà Nội và người dân các tỉnh sinh sống tại Hà Nội thì không có thích hợp với cái nhu cầu đó, nên là quán cũng đã lược bỏ một số những cái món ăn kèm đi, giống như là dưa chuột hay còn gọi là dưa leo và cái cà chua.
và thay vào đó là có thêm món rau xào để phù hợp với cái khẩu vị của người Bắc, đặc biệt là người Hà Nội mình hơn các bạn ạ. Đây là những cái tâm sự, những cái chia sẻ rất là thật của Vi đối với các bạn nhé. Đây các bạn, nếu như có những có thắc mắc gì về những cái khẩu vị của người Sài Gòn mà khi mà đây bị lược bớt thì hôm nay các bạn đã được giải đáp các bạn nha. Cho anh hỏi Vi một chút rằng là Vi có quyết định là ở tại Hà Nội hay là đến một cái thời gian nào đó là quý Vi quay trở lại Sài Gòn? Dạ cái này thì tùy duyên anh. Dạ tùy duyên. Nói chung là gia đình em mà đã ra đây mà định hướng là mở quán rồi á thì là dự định sẽ ở lâu dài. Dạ ở lâu dài ở đây luôn rồi mà để coi coi là hả trời có đãi không. Coi là cái thủ đô này có chiều lòng mình không, có gọi là có ưu tiên có ưu ái mình không thì đấy. Nhưng mà thật ra là em cũng thích ở Hà Nội. Dạ thì gia đình em chỉ có dịp Tết á thì mới nhớ quê quá thì mới về quê thăm họ hàng thôi. Rất là cảm ơn em về những cái chia sẻ về tâm sự của mình về nghề rồi về những người dân rồi con người của thủ đô. Thế thì còn một cái vấn đề nữa thì anh muốn hỏi Vi rằng là Vi có định phát triển cái mô hình này nhân rộng ra ở không những ở Hà Nội mà ở khắp tỉnh thành của cả nước Việt Nam mình không? Dạ hiện tại thì gia đình em chưa nghĩ đến. Vì là gia đình em muốn là đang mang đến cái chất lượng gọi là tuyệt đối. Có thể là phục vụ khách gọi là điểm 10 luôn. Chứ nếu mà em mở nhiều quán thì có thể là không đảm bảo về nguồn nhân lực và cũng như chất lượng thì gia đình em hiện tại là chưa đủ năng lực, chưa đủ người để làm. Thì gia đình em muốn là mình gom gọn vào một cái quán thôi, một cái không gian thôi để mà mình phục vụ khách được tốt hơn. Và những cái suất cơm của mình nó phục đem đến khách đó, nó chất lượng hơn. Và có thể lắng nghe khách, ví dụ như là cơm hôm nay bị vấn đề này vấn đề kia, mình có thể lắng nghe khách dễ hơn là so với mình mở rộng ra. Thì lúc đó gia đình em chưa nghĩ đến. Anh cũng thấy một nhận định ra một cái điều rằng là gia đình em rất là tinh tế khi mà chọn Hà Nội làm cái điểm dừng chân đầu tiên của gia đình, và cái thứ hai là làm cái món cơm tấm tại đây vì cái người dân Hà Nội cũng như tất cả tỉnh thành khác người ta rất sành ăn, nhất là những cái món ăn vùng miền. Nên là khi mà sau một cái quá trình một số năm mà em đã phát triển ở cái mảnh đất thủ đô này rồi thì anh nghĩ rằng là chắc chắn cái tiệm cơm của nhà mình còn phát triển xa và rộng hơn nữa. Nước thì chấm tương ớt nè. Đúng rồi. Còn có nhiều người ta không ăn được ngọt đó, của cái nước mắm này á, là ăn nước tương. Nên là người Sài Gòn á hoặc là người miền Nam á nhìn vô á cái quầy cái bàn của em á là người ta cũng đánh giá là không phải là Sài Gòn chính gốc. Tại vì có những cái này, mấy cái thứ hai á là đũa nè, ở trong em ít dùng đũa. Đúng rồi. Dạ, ít dùng đũa, người ta chỉ dùng mà thìa và dĩa. Dùng muỗng với đĩa thôi. Không có đũa đó. Còn kéo á thì ở đây thì nói chung ở trong đó thì đa phần là người ta cắt sẵn hoặc là để nguyên miếng. Ở đây là em để cho khách muốn ăn như thế nào ăn. Đó, dễ lựa chọn. Mình nên là quầy mình mới để đầy đủ như vậy. Thì thực sự rằng là cái tiêu chí của mình, cái slogan của mình là giữ đúng cái đúng vị miền Nam, nhưng thực tế đây là ở trên đất Hà Nội nên có thể có một cái chút thay đổi nhỏ để thích hợp với những cái người dân tại đây, nên là mong những cái các bạn là người miền Nam thì đến đây có ăn thì thông cảm cho chủ quán vì cũng người ta làm theo số đông nên là các bạn hết sức thông cảm cho người ta các bạn nhé. Vậy là okay. Anh đang đến, ví dụ như anh đến một cái quán nào đây, anh cần tương ớt, không có, anh cần nước tương không có, anh bực bội chứ. Đúng rồi. Bực bội chứ, mình không thích cái quán đó liền. Chứ không phải là muốn mà đồng ý là muốn giữ nguyên vị vậy đó, nhưng mà một số người ta không ăn được cái này thì chẳng hạn người ta bỏ tiền ra ta một suất cơm mà ta không ăn được thì mang cái bực bội trong người cũng không thích gì quá, tạo ra cũng không có thiện cảm tốt. Đúng rồi. Hay là mình cứ để sẵn đó, cái nào muốn dùng thì dùng, nó cần cái gì cũng có hết. Nó vậy thì nó hả tiện hơn và nó người ta cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Chứ cái là đồ em vẫn có thể đổ đây canh chua. Đúng rồi. Đúng vị luôn. Đúng vị. Bát là nước mắm cũng được. Là nước mắm ngọt luôn. Đó, nhiều người thì người ta không thích thì ta có thể ăn cái này, nhưng tùy khẩu vị mà. Đúng quan trọng là cái gia vị
đồ ăn các thứ là em để nguyên, không thay đổi cái hương vị gì hết, vẫn là miền Nam luôn. Nên là những bạn nào mà chưa từng đến quán ăn á thì các bạn có thể đến quán thử coi xem coi là cái quán này để biển lên vậy có đúng vậy không. Đó, thật ra thì trên hình ảnh trên này kia các hình ảnh đồ đưa lên á thì sẽ có những số thứ mọi người cảm thấy là không đúng một cái quán miền Nam không có vậy. À, thì ra là các bạn hãy đến ăn thử đi, thử xem cái gia vị mình có giống vậy không, hay là những cái lời mà em chia sẻ có giống vậy không. Thì hãy nói chứ, thì nhiều lúc đăng lên vậy người này nói là kia nói chủ bếp cũng buồn. Tôi mập là cái tên là tên của bố là em luôn hả? Dạ, của ba em luôn đó. Bố em thứ tư. À ha. Bố em thứ tư mà người bố cũng to to á, nên là cứ là lấy tư mập luôn. Thay vì lúc đầu là định là để tư béo cho mọi người dễ hiểu, nhưng mà nói thôi chữ béo thì nó miền Bắc quá thì nó không có mang gì đặc trưng của miền Nam mình hết, rồi cứ lấy chữ tư mập đi, người ta nghe cái tên thôi là ta biết là quán của miền Nam luôn. Nó nên thì vẫn giữ tới giờ là tư mập. Em không phát triển cái quán em theo cái mô hình cơm tấm bụi nên giá cả em cũng cân đo đong đếm nhiều thứ, từ mặt bằng, từ thế này, từ mặt bằng, từ nhân viên, từ nguyên liệu, tất cả các thứ là cân đo đong đếm để cho ra một cái mức giá nó bình ổn nhất, nó không phải gọi là quá cao, cũng không phải là quá thấp, không bình dân được thì bình dân em không làm được, mà cũng không quá cao để em tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn, tiếp cận được với lại cái mô hình chung các người ta đi làm á. Thì cái mức lương nó vẫn gọi là vẫn đủ để đảm bảo mà ăn một bữa với tầm giá tiền đó. Đó nên là quán em làm ra thì cũng cân đối dữ lắm rồi. Chứ nhiều người thì cứ nói là cơm tấm rẻ, cơm tấm bụi rẻ thì cái đó là chỉ là vỉa hè hoặc là ở mấy năm về trước rồi đó, thì càng ngày tất cả cái gì cũng lên cao hết. Mà quán em thì không lên giá, quán em khoảng 2-3 năm nay là đã không lên giá rồi. Đó thì cũng không là lên mọi người là cũng có cái nhìn thoáng hơn về mức giá, về mức giá các suất cơm chẳng hạn, hoặc là ở nói chung là ở đâu cũng vậy, người ta làm thì cũng đã cân đo đong đếm giá cả hết rồi để mà mọi người thoáng hơn. Thực tế rằng là những cái đồ ăn thì nó còn thay đổi theo thời giá đúng không? Nay có thể là nó rẻ nhưng mà có một cái biến cố gì đó thì cái giá cả nó sẽ lên. Nên là mình cũng không thể nào mà căn cứ được là cái mức giá mình giữ nó ở một cái mức cố định được, mình chỉ gọi là bình ổn tương đối ở trong cái phạm vi cho phép. Nên là nói chung là với cái mức độ thì mình phục vụ cho những người văn phòng cũng có thể là những người bình dân vẫn có thể ăn được, với một cái suất cơm mà ít những cái đồ ăn đi thì người ta vẫn có thể thưởng thức được những cái món ngon của Sài Gòn cơ mà. Nên là Sài Gòn giá 40-45 đâu có rẻ. Em tất cả đã vào tiệm ăn, đã vào những cái cửa hàng cửa hiệu thì cái giá nó sẽ cao hơn so những cái món ăn ở ngoài vỉa hè, nó là cái điều chắc chắn. Với cái tiền thuê mặt bằng thì khi mà người ta tận dụng những cái chỗ vỉa hè mà người ta kinh doanh ấy thì một là người ta mất rất ít tiền, hai là người ta không mất, nên là người ta có thể hạ được cái giá thành xuống. Dạ đúng rồi. Thì nói chung với em á, cái mức giá hợp lý á là nó phải đi đôi với lại cái sản phẩm mình nhận được thôi. Thì mình bỏ ra một số tiền đó, mình ăn một dĩa cơm thấy ngon, chất lượng, là mình cảm thấy nó phù hợp với giá tiền. Và ngược lại thôi, nên là cái vấn đề cao hay thấp á là do cái nhận định của mình khi mình nhận được cái sản phẩm đó và nó hợp khẩu vị mình, mình cảm thấy nó là suất cơm đầy đặn, suất cơm nó đảm bảo đủ dinh dưỡng đó, suất cơm nó đảm bảo đủ cái mà cái nhu cầu của mình cần cho một bữa đó thì cảm thấy phù hợp hơn. Mà nếu không phù hợp thì lần sau là mình lại không dùng cái món đó nữa đó. Em thì em suy nghĩ thoáng là vậy thôi, chứ em rồi em đi ăn các quán em không phán xét về giá cả. Chính xác. Quan trọng là cái đồ ăn của mình ăn và mình cảm nhận thế nào, cái chất lượng của nó ra sao thế thôi, còn cái giá thì nó sẽ tương xứng với cái chất lượng đồ ăn của mình từ khi mà mình gọi ra rồi. Chứ còn nếu mà đánh giá về giá nữa thì thực sự là khó cho người bán hàng, vì khi người ta đã xác định kinh doanh thì ai cũng phải mang cái tiêu chí ngon, bổ và cái rẻ đấy thì người ta sẽ cân đối, chứ không có thể nào mà nếu như cái đồ ngon thì nó không thể nào rẻ quá được, có mức độ cái giá vừa phải thôi, đúng không nào? Vì tất cả đồ em lấy đều là đồ tươi hết, đồ tươi, thịt tươi, thịt nóng rồi gà cũng vậy, bất cứ gì cũng vậy mà đã tươi á là giá nó phải cao. Còn thịt đông á mua rất dễ luôn mà rẻ nữa, nhưng mà em làm không dùng đó vì á
ăn, nhà em bán cái gì người nhà em ăn cái đó, khách ăn người nhà em ăn, nhân viên em ăn, tất cả mọi người đều ăn hết. Nên mình không thể nào mà mình làm vậy được đó. Cảm thấy nói chung em quán em làm nó vì cái tâm thôi, gia đình em làm vì cái lương tâm thôi, tất cả đồ đều là đồ tươi hết, chứ mà không với lại nguyên liệu cũng là nguyên liệu đắt tiền luôn. Nước tương em lấy nước tương Jolimet luôn, chứ không phải là em mua nước tương bình, nước tương can gì đâu. Xì dầu cũng vậy, xì dầu lấy Mary luôn, đó là vậy. Đồ em nói chung là tất cả đều phải gọi là nó phù hợp, dạ phù hợp với lại cái giá tiền mà khách bỏ ra, chứ mình không thể nào mà mình làm dối giá vậy. Khách ăn người ta biết liền, những người sành ăn là người ta rành lắm đó, em nói vậy thì cảm thấy nó phù hợp thì ok, mọi người ủng hộ em, dạ em cảm ơn vậy thôi. Chứ thì người làm ăn mà lúc nào cũng muốn là khách biết đến mình nhiều hơn và khách cảm thấy trân trọng cái sản phẩm bên mình đó, em nói vậy. Thì như lúc người ta thấy ăn hả, thấy khách ăn á, xuống á, tính tiền á, vui vẻ á, là mình cũng vui theo đó. Mình vui, khách nói mình nói chuyện mình thế này thế nọ, nói hôm nay khen đồ ăn của mình ngon, dù là khen ngon hôm qua mình chê thì là nó cũng vẫn là một cái niềm vui cho mình vì được khách tương tác. Được khách chia sẻ những cái gì từ trong cái chính cái cảm nhận của người ta rằng là ngon hay là không ngon. Đấy là mình cũng rất là vui mừng. Có sự quan tâm tới cái đúng rồi. Mình. Dạ, chú tâm nhớ là bọn của mình, người ta ăn, người ta nhận xét, người ta đánh giá. Dù là như thế nào cũng vui. Đó, để có mình có để lần sau mình rút kinh nghiệm ra được á, mình làm tốt hơn, phục vụ người ta tốt hơn, để khi người ta quay lại á, người ta cảm thấy mình cũng trân trọng người ta nói mình sửa. Đó, người ta không thích cái này hôm sau mình không lặp lại, đó là vậy. Quán em là suốt năm hôm nay là em phục vụ khách như vậy, bởi vậy người ta nói là cái tác phong á, quán em làm á là cảm thấy là người ta cảm thấy vô quán thấy thoải mái, người Sài Gòn á dễ chịu, chiều khách thế này thế nọ. Em nghe được vậy thì cũng vui và cũng lấy lòng vinh dự cho người Sài Gòn khi mà được người miền Bắc như là người Hà Nội á, người ta khen tới mình cũng vui. Thì thật sự là anh là người miền Bắc. Thì anh đi vào trong miền Nam, gọi là hai miền khác nhau, anh cảm giác cái tác phong của người Sài Gòn rất là thân thiện này, cái phong cách phục vụ người ta rất là gọi là chu đáo. Và bây giờ anh cũng cảm nhận được cái phần nào đó của người Sài Gòn ở cái địa chỉ quán của em, cái quán cơm tấm của em. Nhưng mà thôi thì mỗi một cái hàng ăn, mỗi một quán ăn người ta kinh doanh riêng theo từng thời điểm, nên là mình cũng không gọi là mình không có phán xét gì cả. Mình thì đến đâu thì mình cảm nhận ở đấy thôi, mình có những cái lời nhận xét theo đúng cái khẩu vị của mình. Hoặc là cái gì chưa được hoặc là được thì cũng nên góp ý để cho để thay đổi dần dần và nó phù hợp với nhiều người hơn, số đông. Chứ còn nếu như là số ít thì cũng không nên, vì làm sao thì vận hành cả một cái hệ thống như này thì mà thay đổi thì nó sẽ rất là phức tạp. Dạ đúng rồi. Vì nhà em bán đã quen gì rồi, công thức thì công thức cũng trước giờ vậy. Nói đúng ra ở trong Sài Gòn có hàng trăm hàng nghìn quán cơm tấm luôn. Không quán nào giống quán nào hết á. Đúng rồi. Nên là để nói một cái từ mà đúng vị luôn á, đúng vị gốc của Sài Gòn. Em nói thẳng ra là không có. Khẩu đúng ở đây á, chỉ là khẩu vị này hợp với bạn, khẩu vị kia hợp với bạn hơn, cái quán này hợp hơn, quán kia hợp hơn. Chứ để nói mà đúng luôn thì không có. Em cả bản thân em là người Sài Gòn luôn á, em sống ở trong Sài Gòn hai mấy năm luôn á, mà đúng không, em không biết cái đúng là như thế nào, nhưng mà mình chỉ biết là cái khẩu vị người Sài Gòn như vậy, nó cái phần lớn á là nó hợp vậy. Đồ ngọt hay là gia vị nên nếu phải có đủ chừng này nguyên liệu, chừng kia nguyên liệu, gia vị vậy thôi. Chứ để nói mà đúng luôn á thì không, em nghĩ là không có cái nào mà đúng luôn. Vì đâu có ông nào mà mở lên rồi tôi là vua cơm tấm, tôi là thần cơm tấm, mà tôi mở ra là tất cả các quán phải giống tôi hết, không có, không giờ có. Chỉ có là tôi ăn trên đường này tôi thấy quán này ngon, nào hợp với tôi nào thì cái quán đó đúng chuẩn đó. Còn cái ông kia lại nói cái quán kia đúng chuẩn đó. Vậy nên là theo anh đó thì cái chữ đúng vậy nó không có, em nghĩ là không có. Gọi là nó phù hợp với khẩu vị của từng người thôi, theo chính xác cá nhân là từng người, còn theo cái theo thì mà mình sẽ phù hợp theo số đông thôi. Còn mình gọi là không có gì gọi là đạt chuẩn cả,
vì đây nó là thuộc về một cái lĩnh vực gọi là cái khẩu vị riêng của từng người, chứ không phải mình có một cái quy chuẩn chung nó là như nào cả, nên là mình cũng làm sao mà cho nó gọi là phù hợp số đông thôi. Dạ đúng rồi. Ừ. Thì nên là em nói là em bán cái này là em để đúng vị miền Nam, có người vô nói không đúng, có người vô kia không đúng đó. Nói vậy nói chung là làm dâu chăm họ mà mình đâu thể nào chịu hết, nhưng mà mình chỉ biết là cái món cơm tấm đó nhà mình làm ra có đủ chừng này nguyên liệu y chang như trong Sài Gòn người ta làm. Vì bản thân người nhà, bản thân em nè là người Sài Gòn đó, khẩu vị gì em biết, nguyên liệu gì em biết, chỉ có nó không đúng với bạn là do nó không hợp khẩu vị với bạn chứ đó. Đó thế nó là vậy thôi, chứ để mà quy chuẩn một quán không đúng thì nó cũng hơi là áp lực cho người ta, hơi là tội cho người ta, đó là em nói vậy. Còn những cái nơi nào mà người ta mở ra bán mà bạn nói không đúng cái gì, người ta thiếu cái nguyên liệu này đúng không? Đó, thì nếu mà thiếu một cái nguyên liệu nào đó trong cái cơm tấm ở Sài Gòn thì có thể nó không chuẩn bị là đúng. Còn nếu mà chuẩn hết tất cả, giống hết tất cả mà không đúng ý bạn, có thể là nó không ngon, không hợp cái khẩu vị của bạn thôi. Chứ mà để mà nói là không đúng cơm tấm thì không phải. Đó, theo em nghĩ là như vậy thôi. Thì em chịu, em bán 5 năm nay mà dư luận nhiều lắm, em bị nhiều lắm. Nên là thôi em cũng quen rồi, mình cứ bán cái lượng khách mình đều vậy. Khách quen của mình có, khách mà yêu thương mình có, khách mà hẹn mà đồng cảm chia sẻ cũng có. Có động lực đó để em giữ bán em 5 năm nay rồi. Và em chưa có ý định mở rộng thêm, vì em cũng muốn là cái chất lượng của mình sao mà đến người tiêu dùng nó bình ổn nhất. Đó, về cơ bản em phải cân nhắc tất cả thứ về giá cả nè, về giá cả, về chất lượng, về nguyên liệu, về nguồn nhân lực nữa, chứ không phải là cứ mở thì mở cũng được, mở rất được luôn, nhưng mà mình không đảm bảo được mấy cái đó thì tiếng mình nó mất. Nên là 5 năm nay em vẫn giữ nguyên một cái quán mà em không có đổi quán này, không đợi tới đổi. Đây là địa chỉ duy nhất. Dạ, địa chỉ duy nhất mà không có chi nhánh luôn. Rất nhiều người nói em cái nhượng quyền luôn, hỏi em về vấn đề nhượng quyền luôn, mà em vẫn, gia đình em cũng từ chối. Vì hiện tại là nhượng quyền nó nhiều cái vấn đề lắm rồi nhà em. Dạ, nên nhà em cũng muốn cái thương hiệu này giữ riêng cho gia đình thôi. Không có nhượng quyền, cũng không có chia sẻ, cũng không có mà phát triển rộng ra gì đó. Nếu mà có thì sẽ là dự định trong tương lai thôi. Đó là em sẽ giới thiệu với mọi người sau, em sẽ nói sau. Hiện tại gia đình em chưa có dự định đó. Thì cũng anh thấy nhiều những cái quán ăn nổi tiếng ấy, thì người ta rất hay nhượng quyền. Yeah. Nhưng mà đấy, hôm nay thấy nghe thấy em chia sẻ rằng là đây là những cái bí quyết giữ riêng cho gia đình, nên là cũng chưa muốn, gọi là chưa, trong cái thời điểm này thì mình chưa muốn mở rộng này, hoặc là chưa muốn nhượng quyền, thì cũng nó cũng là một cái điều hết sức là trân trọng. Vì lý do làm sao? Là khi mà em đã phát triển ra một cái quán ăn mà đã có một cái chỗ đứng nhất định tại Hà Nội rồi, mà lại được cái những cái suy nghĩ rằng là mình phải làm sao để phát triển, hoặc là giữ vững, hoặc là lấy cái chất lượng mình đặt lên tiêu chí hàng đầu. Đó là những cái suy nghĩ rất là tích cực. Thì cũng chúc em và gia đình là làm sao mà ngày càng có những cái đồ ăn ngon hơn nữa, đã ngon rồi còn ngon hơn nữa, để phục vụ cho mọi thực khách, chứ không riêng gì người dân Hà Nội và Sài Gòn, và tất cả các khách của các tỉnh đến đây ăn đều phải khen ngon. Đấy là cái tiêu chí anh chúc nhà em đạt được, là tất cả mọi khách đến đây là phải khen ngon, vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi. Hôm nay thì được anh đến thăm quán thì cũng là niềm vinh dự của quán. Dạ, cũng chúc anh là sắp tới là sẽ thành công hơn trên con đường mình chọn, và sẽ được nhiều khách, nhiều người xem, biết đến anh nhiều hơn. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn em rất là nhiều.